Thưa quý vị, đến nay, học sinh hai bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông và sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố trở lại trường học trực tiếp. Để thực hiện chủ trương mở cửa trường học an toàn, thích ứng trong tình hình mới, các trường đã chủ động trong công tác phòng chống dịch và linh hoạt giảng dạy. Từ sau Tết Nguyên Đán, khi học sinh tại Đà Nẵng được trở lại trường học trực tiếp, các trường được chủ động quyết định thay đổi hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo diễn biến dịch tại trường. Trên thực tế, thời gian qua đã có nhiều trường hợp F0 trong trường học. Mỗi khi phát hiện có ca dương tính, toàn bộ lớp học sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến trong vòng 7 ngày để theo dõi sức khỏe, kiểm soát sự lây nhiễm. Việc đổi từ trực tiếp sang trực tuyến trong trường hợp mà nếu như lớp có F0 hay như thế nào đó thì đối với viên cũng rất là dễ dàng, bởi vì trường mạng rất là mạnh, trang thiết bị cũng đầy đủ. Giáo viên có thể dạy trực tiếp tại lớp nào đó rồi lên phòng hội đồng hoặc phòng giáo viên khác để chúng ta có thể dạy trực tuyến. Nhiều trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố cũng đã bắt đầu đón sinh viên trở lại học tập trung. Do đặc điểm sinh viên đến từ nhiều địa phương khác nhau, nên công tác theo dõi dịch tễ của sinh viên được các trường hết sức chú trọng. Bên cạnh đó, các trường cũng lựa chọn thời điểm cho sinh viên trở lại học trực tiếp lệch nhau để thực hiện tốt các biện pháp chống dịch. Chúng tôi xây dựng một cái quy trình xử lý hoặc là có thể nói là một cái kịch bản ứng phó để mà chẳng may có một cái trường hợp nó nghi nhiễm nó xảy ra thì chúng ta phải làm thế nào. Thì cái quy trình đó cũng đã được hướng dẫn phổ biến cụ thể đến cho từng cán bộ trong nhà trường và cho sinh viên. Từ khi có dịch đến giờ liên tục theo dõi cái tình hình dịch tễ trong sinh viên, thống kê những em nào bị nhiễm. Thứ hai là những em nào đã chích vaccine đến mấy mũi nào, thì chúng tôi liên tục cập nhật cái thông tin này. Ngày 21 tháng 2 tới đây, học sinh tiểu học và mầm non của thành phố trên địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 sẽ trở lại trường học. Là những đối tượng chưa được tiêm vaccine nên việc mở cửa trường học ở độ tuổi này vẫn khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Các trường học đã lên kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ dựa theo những hướng dẫn từ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt ở bậc học mầm non, việc đến trường của trẻ dựa trên sự tự nguyện của phụ huynh. Thì trong cái bối cảnh như thế này là chúng ta cũng phải theo cái nhu cầu của phụ huynh này. Đối với sinh mầm non thì nhu cầu cho con gửi con đi chăm sóc không là nhu cầu của phụ huynh. Nếu phụ huynh họ có nhu cầu là đưa con đi học chăm sóc thì nhà trường sẵn sàng mở cửa. Đúng các em. Nhưng mà nếu phụ huynh nào mà họ chưa sẵn lòng cái chuyện đó thì mình không nên tạo một áp lực không cần thiết, vì có thể là ở nhà người ta chăm sóc tốt hơn. Thực tế, cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau khi học trực tuyến thời gian dài không chỉ mang lại những tháo gỡ lớn về mặt tâm lý, cảm xúc cho học sinh mà quan trọng hơn giúp cho các em sớm tìm lại trạng thái học tập. Để việc mở cửa trường học được an toàn, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án từ phía nhà trường, quan trọng nhất còn cần sự đồng thuận từ phụ huynh, ý thức thực hiện 5K của học sinh.